cấp hình, có hashtag, có viết tên lên người khách rồi, nhưng mà mọi người vẫn không tin, vậy phải làm sao đây bác sĩ? Nào, đi gặp chính chủ xác minh thôi. Let's go. Em chào chị Trang. Chào em. Chị ơi, hôm nay là chị tới cắt chị bụng sau bao nhiêu ngày mình làm rồi chị ha? Hình như là khoảng tầm 14-15 ngày gì đấy. Dạ, vậy là 14-15 ngày đó là tụi em đã chờ chị rất là lâu. Để hôm nay là em nhờ chị xác nhận giúp em thêm là tình trạng bụng như thế này nè. Rồi mình có phải là mình làm bụng ở Nagami không chị? Thật sự là chị có làm bên mình, hình như là chứ hôm đấy chị nhớ là chị còn xem ngày cơ. Là ngày 20 tháng 7. Dạ, xong rồi không những xem là... ngày mà còn xem giờ đúng không? Đúng rồi, chính xác là làm bên Nagami nha. Hôm đó là chị Trang là xem là em nhớ là 11 giờ là giờ đẹp nè. Ừ, đúng rồi. Xong rồi mình là tụi em là đặt bàn phẫu thuật cho chị là ngày hôm đó là đúng giờ đó luôn. Mọi người nha, hôm nay là chính chủ đã lên tiếng xác nhận rồi. Nagami chỉ dùng hình ảnh chính chủ và những hình ảnh thật thôi. Bất kỳ khách hàng nào của bên chúng tôi thì đều có hashtag cũng như là có viết tên lên hết. Cho nên là khách hàng xin như thế này là thật sự của Nagami nha mọi người, không phải lấy hình ảnh của bên khác đâu. Chị Trang ơi, sau khi mà mình làm xong thì đến thời điểm hiện tại mình đã gọi là mình đã hài lòng với kết quả bây giờ chưa? Hiện tại là chị cũng thấy khá là hài lòng. Hài lòng với cả cái bụng của chị. Chắc là kiểu dạng như là cũng một thời gian nữa thì nó gom vào thì mình có thể là chị sẽ thấy nó ưng hơn rất là nhiều đấy. Dạ, như bây giờ chị ngồi là em đã thấy là rất là bé rồi, rất là xinh xắn rồi. Dạ thôi, không làm mất thời gian của chị nữa. Em thay mặt cho ekip Nagami cảm ơn chị rất là nhiều vì đã lựa chọn bên em là thứ nhất. Thứ hai là dành thời gian cho tụi em có thể quay chụp để lấy được những hình ảnh đẹp nè. Dạ, chị gửi lời chào đến các bạn của Nagami nha. Xin chào tất cả các bạn nha.